Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Ghế sofa gỗ sồi bọc nỉ thiết kế hiện đại. Thiết kế không tay cầm hiện đại, thanh lịch. Phong cách thiết kế độc đáo, mang đến người dùng những trải nghiệm mới mẻ. Màu sắc đẹp mang đến không gian bài trí sự trẻ trung và năng động, kết hợp hài hòa với các kiểu dáng bàn trà khác nhau. Thiết kế chân ghế có độ cao phù hợp, giúp vệ sinh sàn nhà dễ dàng. Chất liệu bọc nỉ có độ mềm mại và ấm áp cao, tăng sự trẻ trung năng động, đảm bảo được tính thẩm mỹ và kích thước hoàn toàn không hề dễ dàng. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.